Cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Kính chào các bạn, trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn ván cờ đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng giai cấp biển tái mùa giải năm 2023, khi bên đỏ đi tiếp là danh thủ Lại Lê Huynh sẽ phải đối mặt với một cao thủ của Trung Quốc là danh thủ Lưu Minh. Kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Chứ
吃。吃。吃。吃。吃。将军。吃。将军。
将军。吃。将军。将军。将军。将军。将军。
吃。将军。将军。将军。吃。吃。Và tới hình cờ trên sau phần cờ trò thoải mãn về đến từ bên đen của danh thủ Lưu Minh thì bên đỏ của anh Huỳnh phải buông cờ xin thua, bởi các bạn thấy ngay hình cờ tàn như trên thì bên đen đang tỏ ra vượt trội. Kính chào và hẹn gặp lại.